giả Trương Hữu Hiền. Một lần tôi đến thăm Hà, cũng là rất tình cờ khi tôi có việc cần đến một nơi chỉ cách thành phố nàng ở gần 2 giờ lái xe. Sực nhớ đến Hà, tôi vội vàng nhắn tin muốn đến thăm. Hà trả lời là rất vui khi gặp được tôi. Lần gần nhất tôi gặp Hà cũng đã gần 10 năm. Thời gian trôi nhanh quá, Hà cũng như tôi chắc đã thay đổi khá nhiều. Câu chuyện giữa hai người bạn từng chung lớp thì quanh đi quẩn lại chỉ là nhắc đến những người bạn cũ, những kỷ niệm thời còn đi học. Bao nhiêu đó thôi mà lần gặp gỡ nào cũng bịn rịn tiếc nuối khi chia tay. Có những mẩu chuyện muốn nói cho nhau nghe rồi lại quên, hay một câu chuyện cứ đắn đo, không biết có đúng lúc, đúng nơi và đúng tình cảnh để nói ra không, cuối cùng thì giữ lại. Hà bật cười lớn khi nghe câu chuyện tôi vừa kể với nàng, rồi cố làm ra vẻ hài hước, Hà cất giọng hỏi lại. Ông kể xạo Hà phải không? Làm chi 50 năm rồi mà ông vẫn còn nhớ câu chuyện, và cả chi tiết hồi còn nhỏ xíu đó. Chuyện của chính mình mà sao Hà chẳng nhớ chi hết cả. Tôi cũng cười vui theo mà trả lời. Nhớ chứ, chuyện riêng của tôi thì làm sao Hà nhớ được. Vậy ông làm Hà cảm động đó nghe. Mấy chục năm rồi mà có biết chi mô. Đúng là chuyện lạ bốn phương. Vẫn lối đối đáp, vừa cười vừa nói của Hà làm cho câu chuyện bớt đi cái không khí ngượng ngùng hiện có. Người đàn bà trước mặt tôi, người đã qua thật lâu cái tuổi học trò xa tít ấy, mà chừng như vẫn lao sao dị khi nhắc lại những kỷ niệm thời trẻ thơ. Gương mặt thoáng chút đỏ hồng của Hà làm tôi hình dung thấy ngay lại những năm tháng tươi đẹp. Tháng năm có trường lớp bạn bè và có cả Hà trong đó nữa, dĩ nhiên. Hà là vậy. Bình thường nàng gọi tôi bằng tên và xưng Hà như các bạn cùng lớp thời Nguyễn Hiền. Nhưng những lúc tự dưng Hà đổi giọng gọi tôi bằng ông như thế này là lúc nàng cố làm ra vẻ tự nhiên để giấu đi cảm xúc ngượng ngùng đang có. Câu chuyện tôi kể với Hà đâu khác chi là thú nhận hồi còn học chung trường chung lớp tôi thích nàng. Nói theo kiểu bình dân trẻ trung là tôi đã từng trồng cả một cây si to đùng trước nhà nàng. Ngày nào tôi không đạp xe ngang nhà nàng một lần là tôi mất ăn mất ngủ, cứ như nhớ cái dáng gầy gầy, khuôn mặt nghiêm, ít cười mà sao không ai ghét nổi. Mà phải có mình tôi đâu, sáng trưa chiều giống như chia phiên nhau, có biết bao xe máy, xe đạp và cả khách bộ hành nữa lượn qua lại trước nhà nàng. Tôi mê Hà dạo đó, và mặc dù có lợi thế là học chung lớp với Hà, nhưng biết mình biết ta để đôi lúc buồn tủi khi bao quanh nàng có biết bao nhiêu nhân vật vừa tài giỏi vừa đẹp trai con nhà giàu. Bởi vậy suốt những tháng năm đó tôi có bao giờ dám hó hé tỏ bày chi đâu. Ấy vậy mà trời xui đất khiến, sao bỗng dưng hôm nay quá tuổi 60 tôi lại kể cho Hà một câu chuyện trẻ con giấu kín 50 năm, như bằng chứng thương nàng hồi lâu lắm. Mặc cho câu chuyện tôi vừa kể khiến Hà bật cười và chọc tôi lẩn thẩn xạo, nhưng tôi thấy lòng vui vì dù sao cũng có một lần trong đời can đảm tỏ bày với Hà. Dạo ấy là thời gian chúng tôi còn học chung Trung tâm Giáo dục Nguyễn Hiền, những năm cuối trước biến cố tháng 4 1975. Sau cuộc mốc lịch sử ấy thì trường tôi bị giải thể. Mặc dù đang thời gian chiến tranh, nhưng Đà Nẵng chúng tôi thuở ấy vẫn tương đối bình yên. Mỗi cuối năm trường có tổ chức trại hè tất niên xuân. Ngoài ra gần đến Giáng sinh, mỗi lớp thường tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ giữa bạn bè. Các lớp anh chị lớn
thì có cả ca hát, nhảy đầm, nhưng lớp nhỏ hơn thì chỉ cùng nhau ăn uống, nghe nhạc và đùa giỡn nói chuyện. Vui lắm, không khí những lần đó tôi nhớ mãi. Mà cũng phải ghi nhớ mãi thôi, vì lúc đó mình còn trẻ, vùng ký ức trắng xanh còn đầy rẫy trong trí, thì những gì đẹp đẽ nhất xảy ra trong đời sẽ tự chọn những nơi ấm áp, an toàn nhất mà trú ngụ. Những nơi chốn mà sau này chúng ta dễ khơi gợi lại nhất. Giáng sinh gần đến, thành phố sáng đèn lấp lánh trên cây thông lớn ở nhà thờ con gà, tiệm quán trưng bày cây bánh bích de Noel, những tấm thiệp Giáng sinh có cảnh thiên thần lượn bay quanh Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Giữa chiến tranh, thành phố quê hương vẫn như bình yên, ít nhất là trong đầu óc ngây thơ của lứa tuổi tôi. Cả tháng trước, cô thủ quỹ của lớp đã lo thu tiền chi tiêu cho tiệc cuối năm. Gần đến ngày, mấy cô lo mua sắm bánh trái, giấy màu dùng trang trí phòng lớp. Đám con trai thì vô tư, chẳng lo chi hết, chỉ đợi đến ngày rồi chăm chú tham gia phần ẩm thực là chính. Năm nay 13, 14, lớn rồi, đã biết nghe nhạc tình, chưng cả dàn archive trong lớp để cùng nghe Christophe, Sylvie Vartan, François Hardy. Dĩ nhiên, đã chớm lớn nên mấy cô, kể cả vài ông đã biết chân diện, ăn mặc à la mode hơn ngày thường. Nhất là đám con gái, hàng ngày vẫn áo dài trắng hiền dịu, hôm nay điệu đà áo đầm váy ngắn, dễ hớp hồn mấy húi cua trong lớp mất. Hôm ấy Hà đẹp quá, nàng sang cả tiểu thư khiến tôi không thể nào rời mắt. Hà vô tư chẳng để ý đến ai kia, cứ theo dõi mình. Vậy là cả buổi tiệc tôi tha hồ ngắm nàng, dĩ nhiên là lén lút, tránh lộ liễu quá. Ngồi giữa mấy ông con trai ăn bánh bông lan, uống coca và nghe nhạc tình tuổi trẻ, tâm hồn phơi phới sung sướng tuổi dậy thì khi đã biết chút vấn vương một bóng hình. Tôi xôn xao, tôi bồi hồi khi chợt bắt gặp ánh mắt Hà. Và tôi mơ mộng trên từng giây từng phút ấy, trên dáng dấp ấy, mơ mộng mãi đến tận bây giờ. Tôi muốn nói với Hà. Chợt có một ông bạn cũng tên Hà bất ngờ chồm ngang nói nhỏ với tôi: "Ê, mày thấy hôm nay á lớp mình bé nào đẹp nhất không? Tao thấy con Hà mặc áo đầm dễ thương nhất đó nghe. Phải mày thích nó không?" Hơi mắc cỡ, tôi phản ứng nói ngay: "Chứ không phải mày à, khai mau đi." Mà phải công nhận, hôm nay Hà mặc chiếc áo đầm trắng xinh quá, thêm chiếc nơ cùng màu áo trước ngực như tô thêm nét ngây thơ nhu mì của nàng. Tôi say mê ngắm lấy, say sưa mộng mơ mà không cần tiết kiệm. Đó là mùa Giáng sinh cuối cùng tôi còn thấy Hà. Cuối niên học, tình hình chiến sự miền Trung trở nên khốc liệt. Nhiều gia đình lo sợ nên đã dọn vô Sài Gòn, trong đó có nhà Hà. Đến niên học mới, ngày đầu tiên vào lớp, tôi đợi mãi nhưng chiếc bàn quen thuộc mọi năm nàng ngồi vẫn bỏ trống. Tôi thất vọng. Chiếc ghế trống trơ như tâm hồn tôi trống trải, buồn, lạc mất niềm thương mến đầu đời. Tôi nhớ Hà. Vậy đó mà đã gần 50 năm trôi qua, và bây giờ tôi gặp lại nàng nơi đây. Tháng ngày chừng ấy chất chồng, dễ làm cho ta quên quên nhớ nhớ những điều từng xảy ra. Đã quá lâu cho một ký ức trở lại một cách thật ngay ngắn và rõ ràng. Dẫu vậy, chỉ riêng người đàn bà trước mặt tôi, Hà, giấc mơ của tôi ngày đó, thì làm thế nào mình có thể quên hẳn đi được? Nàng như hình ảnh phản chiếu trong một tấm gương xoay có hai mặt. Tôi quay mặt nào thì vẫn thấy lấp lánh bóng dáng ấy. Cô bé với dải nơ gấp xinh xắn trên nền chiếc áo đầm trắng một ngày Giáng sinh. Vóc dáng, ánh mắt, nụ cười. Dù cho thời gian có cướp đi một chút gì ở vẻ ngoài tươi tắn, có hiện lên một chút gì
để gọi là tàn phai. Với tôi, Hà vẫn cứ mãi là vậy. Tôi ngồi nói chuyện với Hà nơi phòng khách nhà nàng. Căn phòng bày biện thật gọn gàng, mỹ thuật. Bộ sofa màu beige nhạt chính giữa. Chiếc piano đứng mặt nâu mờ, đơn giản sát tường. Vài bức tranh sơn dầu trên vách. Tiếng chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đều làm cho câu chuyện giữa chúng tôi trở nên lắng động, trầm trầm, như thời gian vẫn còn nằm đâu đó trong tù mù ký ức. Hà chậm rãi kể về những ngày cuối cùng nàng còn ở Việt Nam. Những ngày Sài Gòn trong hỗn loạn đạn bom chiến tranh, năm chị em Hà dắt chiếu trên một trong những chuyến bay cuối cùng rời quê nhà. Nàng nói, lúc đó ai cũng chạy đôn đáo tìm mọi cách rời Sài Gòn. Kiếm được một chỗ di tản bằng máy bay là quá hiếm hoi. Phần đông mọi người chạy xuống bến Bạch Đằng để tìm cách ra đi bằng đường biển. Vậy mà may làm sao, chị em Hà đã được vị hôn phu của chị thu xếp gửi gắm trên một chuyến bay rời khỏi Việt Nam vài ngày trước khi Sài Gòn thất thủ. Nhìn thấy đó, số Hà thật may mắn phải không? Hà ngừng một lát, như để đưa trí nhớ trở về khoảng thời gian hãi hùng năm ấy. Đường phố hỗn loạn, người thân ly tán. Rồi nàng kể về những ngày tháng sau đó, những ngày đã an toàn ở bên kia bến bờ quê nhà. Nhưng tâm hồn cứ ngơ ngác nhớ nhà khôn nguôi. Những lúc xem tin trên truyền hình, thấy những cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp trong giờ cuối cùng của cuộc chiến. Rồi vài năm sau, thảm cảnh thuyền nhân trên đường vượt biên bằng đường biển đường bộ. Những câu chuyện thương tâm mà nàng không thể nào quên, nhưng cũng không muốn nhớ đến. Tôi thắc mắc hỏi về người anh rể của Hà, người đã đưa mấy chị em nàng rời Sài Gòn. Hà chậm rãi thuật cho tôi một câu chuyện cảm động. Anh rể và chị quen nhau vào năm 1972, lúc anh là nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ ở Đà Nẵng. Anh muốn tiến đến hôn nhân, nhưng gia đình không đồng ý vì anh là người ngoại quốc. Thế là anh chị chia tay, và anh trở về Mỹ sau khi chấm dứt nhiệm kỳ làm việc ở Việt Nam. Đến năm 1975, anh trở lại Việt Nam trong một nhiệm vụ đặc biệt. Anh báo cho chị biết về kế hoạch di tản của người Mỹ và sẵn sàng bảo lãnh cả gia đình rời khỏi Việt Nam. Thế là với danh nghĩa hôn phu của chị, anh chuẩn bị cho năm chị em Hà rời Sài Gòn bằng máy bay quân sự Mỹ vào một trong những ngày cuối tháng 4. Theo lời Hà, anh rể của nàng sau khi thu xếp cho mấy chị em rời Việt Nam thì vẫn quyết định ở lại cho đến phút cuối của Sài Gòn. Dù lúc đó không còn máy bay đưa nhân viên Hoa Kỳ di tản khỏi Việt Nam nữa. Anh tìm mua một chiếc tàu khá lớn, gồm hơn 300 người, gồm những nhân viên người Việt từng làm việc cho tòa lãnh sự Mỹ cùng thân nhân của họ, và đưa mọi người ra khơi vượt thoát. Anh cùng với tất cả những người này có lẽ là những thuyền nhân Boat People đầu tiên của làn sóng người Việt tị nạn sau này. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, giữa cảnh hỗn loạn như vậy, thì quyết định của anh rể nàng, một nhân viên ngoại giao cao cấp người Mỹ, là một hành động can đảm, tự trọng và đầy nhân tính. Câu chuyện của Hà kể vừa xua đi thắc mắc về hoàn cảnh ra đi của nàng lúc đó, vừa để lại trong tôi lòng cảm phục người anh rể của nàng. Ở giờ thứ 25 của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đâu đó vẫn còn tấm lòng của một người Mỹ nghĩ đến cưu mang những người Việt bị bỏ lại, những người đang trong tình trạng sẽ rất nguy hiểm sau khi phía bên kia đến. Có một khoảng yên lặng đồng cảm giữa chúng tôi sau câu chuyện những ngày cuối của miền Nam thất thủ. Rồi như để xóa tan đi cái không khí trầm lắng, tôi dí dỏm. Trong số những người thiếu may mắn ở lại, có cả tôi đó nghe Hà.
Hà đưa mắt nhìn tôi dò hỏi, như muốn lắng nghe. Tôi kể cho nàng về câu chuyện đời mình sau cái ngày tháng tư năm ấy. Đó là một khoảng thời gian thực sự chán chường và sợ hãi. Những ngày tôi và bạn bè như chẳng còn lối nào để thoát ra khỏi vòng vây tù túng của định hướng tư duy chính trị, của không gian cư trú mặc định bởi các chủ thể mới gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi thất vọng. Không, phải nói là tuyệt vọng thì đúng hơn, để chỉ còn cách chọn cho mình một con đường duy nhất là ra đi. Dù biết giữa cái sống và chết chỉ là sự may rủi, như trong trò cá cược sắp ngửa của đồng bạc cát được tung lên, tụi tôi chấp nhận hết. Tôi kể thêm với nàng về những ngày lê chân hết nơi này đến chốn khác, mong tìm được một cơ hội ra đi. Và lần cuối cùng tôi vượt thoát trên một chiếc ghe, mà nếu mô tả được thì nó như chiếc lá trôi nổi giữa đại dương muôn trùng. Vậy mà như có một ơn trên thương xót đưa đẩy, một đêm có chiếc tàu đánh cá Nhật Bản áp sát cứu vớt chúng tôi chỉ trước một vài giờ cơn bão tố đại dương ập đến. Tôi và những người cùng chuyến hải hành năm đó sống sót từ một phép màu của ân sủng. Và tôi nói với Hà rằng, cuối cùng thì tôi cũng được cái may mắn như Hà rồi phải không? Biết bao người đã ra đi mà chẳng biết đâu là bến bờ đã cập đến. Họ đã nằm yên dưới đáy mộ sâu trong lòng biển cả. Câu chuyện giữa chúng tôi được bắt đầu bằng niềm vui khi cùng gợi nhớ về khoảng thời gian đi học cùng trường, về một lần party Giáng sinh giữa những người bạn cùng lớp, những ngày bình yên ở cái thành phố nhỏ bé có tên Đà Nẵng, rồi câu chuyện cuối cùng chuyển đến những ngày sau khi nàng rời Việt Nam và tôi ở lại, để cuộc chuyện trò giữa tôi với nàng trở nên buồn buồn, trầm mặc hơn. Hơn 50 năm thì có biết bao nhiêu là thay đổi, vui buồn một đời người. Thấy thời gian ghé thăm nàng đã khá lâu, tôi nâng tách cà phê lên, nhấp ngụm cuối cùng rồi từ giã. Mùa hè, buổi chiều bóng tối đến muộn, gần 8 giờ mà những vạt nắng vẫn còn nhảy múa trên góc hiên nhà Hà. À tiễn tôi ra tận cổng, nàng nói khi nào có dịp sang Cali nhớ đến thăm nàng. Chắc còn phải rất lâu lắm vì tôi hơi ngán khi nghĩ đến đoạn đường bay từ chỗ tôi sang đây. Chẳng đi còn chẳng về, đã mất hết một ngày trời. Tuổi này đi đâu xa cũng cần phải dừng chân một vài tuần cho lại sức. Thôi vài năm nữa, hẹn đến khi nghỉ hưu sẽ tha hồ đi đây đó thăm bạn bè. Xe ra đến cổng, tôi dừng lại. Hạ cửa sổ vẫy tay chào Hà. Nàng vẫn còn đứng nơi hàng hiên ngước nhìn từ giã. Ánh sáng hắt vào làm chói mắt. Bất chợt tôi thấy như có cả những giọt sáng long lanh trên khuôn mặt Hà. Hay tôi tưởng tượng vậy. Nàng đứng đó giữa những lùm cây xanh, đưa tay vẫy chào lại. Tóc nàng bay bay trong gió, dáng gầy trong chiếc áo đầm trắng mùa hè. Có lẽ Hà đang cố nhớ lại những khoảng thời thơ ấu hồn nhiên dưới mái trường thân yêu ấy. Trong đó có câu chuyện chiếc áo đầm trắng mà nàng đã mặc ở buổi tiệc Giáng sinh năm nọ. Câu chuyện hơn 50 năm trôi qua như một dấu tích. Nay sương mù thời gian đã biến dấu tích ấy thành nỗi ngậm ngùi cho Hà, cho tôi gặm nhắm. Dường như ánh nắng cũng làm cho mắt tôi chợt cay. Vội vàng rời đi, chiếc xe đổ xuống hết khoảng đồi, bóng ngôi nhà của Hà khuất không còn thấy nữa. Tôi vừa rời khỏi nhà Hà, rời khỏi một vùng kỷ niệm có nắng, có gió và có những cánh chuồn chuồn bay khắp sân trường. Một ngày cuối tuần tháng 10 năm 2022, Trương Hữu Hiền.